Một loại bánh rất là đẹp về hình thức và vị của nó thì ăn cũng rất là ngon. Và đây là bánh thuyền đến từ GoNut. Một gói này nặng 250g và bây giờ mình sẽ bóc ra xem bên trong nó được bao nhiêu chiếc. 2, 4, 6, 8, 10 và 11 chiếc nha. Bên trong này có 11 chiếc nha mọi người. Và cái bánh này thì mình thấy size của nó rất lớn. Đây là cận cảnh cái chiếc bánh thuyền sau khi mình mở ra. Bên trong này thành phần là hạt điều và hạt maca. Sau đấy thì người ta đem nướng với mật ong nha. Xin mời mọi người. Phải nói là rất là giòn luôn. Và cái vị của hạt điều lẫn cả hạt maca rất là béo nha. Cực kỳ béo. Vỏ bánh rất là giòn và xốp. Cái hạt điều và hạt maca quyện với mật ong nha. Ăn rất là ngon và không hề bị ngấy. Và sau khi mình trải nghiệm xong thì thực sự là không cần bàn cãi nhiều về cái bánh thuyền của bên GoNut này. Bánh to, hạt rất là nhiều luôn. Và hạt thì ăn bùi và béo. Nó không hề bị cứng nha, rất là giòn và tan trong miệng. Khi ăn thì cái hạt này quyện với cả cái hương mật ong, cái vị của mật ong nữa, rất là thơm luôn. Ai mà thích cái kiểu ăn như này và ai là fan của hai loại hạt này thì mình nghĩ đây là sự lựa chọn rất là hợp lý luôn.